Chị Vàng về nhà mình ăn Tết nhé con nhé. Rồi con của Vàng về đây nhé, mai mai mốt lại đi nhé. Chị Nho ơi, chị Nho đừng quậy nhé, làm em sợ nha, chưa nghe chưa. Nho ơi, Nho đừng có bắn nhắn mà đấy, chị Vàng chị Nguyết kìa, chị Vàng chị Cấu kìa nhé. Mai có bác sĩ đến, thú y đến để chích cho mực, triệt sản cho mực và triệt sản cho Vàng, cho nên là sợ Vàng đẻ, cho nên là phải mang Vàng về đây để mai có bác sĩ thú y đến đây để chích luôn. Chưa kịp đi triệt sản mà nó đã muốn có hành kinh rồi, cho nên là phải mang về đây để mai bác sĩ đến để triệt sản ạ. Mới đang cho con bú, vừa mới tách đàn xong mà giờ đã tới kỳ rồi, trời ơi. Ồ, mắn đẻ thế thì chết rồi, mất thôi, làm sao mà mẹ chịu nổi. Vừa nãy là mẹ Nho là lên cơ quan là mang bách của con của Vàng, dụ Vàng về đây để ăn Tết, để ăn Tết mấy ngày Tết, rồi cũng là triệt sản luôn. Rồi còn một thằng đực này nữa, là một thằng đực này là người đồng nghiệp ở cơ quan chưa kịp bắt, chứ không phải là mẹ Nho nuôi nha. Mẹ Nho không có nuôi con nào hết, cho hết người ta, nhưng mà giờ mang vàng về đây, mang Vàng về nhà mẹ Nho thì phải bắt cả con về, mấy ngày nữa người ta đến bắt, chứ không phải mẹ Nho nuôi. Tạm thời ở đây cười nhỉ, cười sướng quá hả, cười sung sướng quá hả. Về nhà mẹ ăn Tết nha, cho nó no nha, chứ mấy ngày nay mẹ nghỉ Tết cho nên là mẹ không cho ăn được đầy đủ như mọi ngày, ăn ngày ăn 3 lần, giờ ăn có 1-2 lần cho nên là đói, cho nên là đấy, cứ chạy theo mẹ thôi, khổ lắm. Con Nho nó có dám bắt nạt con đâu, nó hiền mà. Nho nó lắng nhắng thôi chứ nó có làm gì con đâu mà cứ đi bám theo mẹ thế hả? Hả? Vâng. Thằng nhóc kia này cứ đu theo để bú kìa. Giờ còn có một mình bú căng sữa kìa, bú thoải mái đi nhá. Bà Nho này đừng có lắng nhắng mà chị Vàng chị cắn đấy nhá. Nho. Nho, ngồi yên. Đúng rồi, ngồi yên để xem mẹ con Vàng này. Đấy, nó cứ nhìn. Nó nhìn thằng nhóc này nhìn chăm chú thằng nhóc, buồn cười quá. Ừ. Rồi, gãi cho. Rồi, để cho thằng cháu nó bú kìa. À, ngoại giữ cho con bú kìa, không có mẹ là con chạy. Ừ. Mẹ con bỏ con rồi cho nên không cho bú đúng không? Ừ, thằng nhóc ghét chưa? Ú nào ú nù. Ú nào ú nần. Ừ, chào chị Nho. Em chào chị Nho. Ui sợ quá. Ôi giời. Em chào chị Nho. Em là con mẹ Vàng ở trên cơ quan của bà ngoại á. Em về đây để ăn Tết mấy ngày nhá. Còn có một con này người ta bắt hết rồi, còn một con này mai mốt người ta bắt nốt. Người ta chưa kịp bắt thôi ạ. Thằng này ghét ghê chưa? Thằng nhóc này ghét ghê không? Ghét quá à. Yêu quá. Mẹ Nho muốn mang Vàng về đây để mai bác sĩ đến chích cho Nho nè, chích cho mực nè, chích cho cả Vàng nữa, triệt sản cho ba đứa luôn. Chứ giờ mẹ sợ quá rồi, mẹ không nuôi nổi nữa, một mình có một thân một mình không ai phụ, mà một đàn chó 11 con với lại hai đứa ở nhà là mẹ đuối rồi. Tết đến cũng không dám đi đâu, không đi đâu được vì chăm cái đàn chó này này, đuối lắm rồi. Nhìn bà Nho, bà nhìn chằm chằm thằng cu ghét chưa, tếu không. Lạ quá hả con? Chị Vàng để ra thằng cu này á. Nho. Nho ơi. Chị Vàng chị để ra thằng cu này á. Dì Nho. Chào dì Nho chưa con? Dì Nho đâu có cắn luôn đúng không? Rồi. Rồi để mẹ tắm cho nhá. Mẹ bơm nước mẹ tắm cho nha. Tí nữa mẹ bơm nước mẹ tắm cho Vàng nha chưa? Ở đây ăn Tết nha. Nho cứ nhìn thằng cu nhìn thấy ngạ ngộ quá. Ngộ quá hả con? Lạ quá hả con? Nhìn như người khổng lồ. Bên thằng tí hon hết đấy. Con to quá mà. Con voi. Đó. Để tí nữa mẹ tắm cho nghe chưa?
Mẹ phải xích lại con thì con mới tắm, chứ còn không là con chạy con trốn nha. Mẹ tắm cho nha. Mấy tháng nay là ở trên cơ quan sửa cho nên là trời ơi sớm đâu bụi đến đó này, bụi lắm, bẩn lắm, thì mẹ tắm cho nha. Nghe không? Tắm cho cả thằng cu nha. Thằng cu này nha. Thằng cu này để bà ngoại tắm cho nha. Cú nào cú nần này. Ghét không? Yêu không? Thằng cu ơi, bà ngoại tắm cho nhé. Chị Nho thấy ngạc nhiên quá. Lạ quá hả con? Mẹ mang chị Vàng với thằng cu này về để mai để trích triệt sản mà con. Con chơi cho ngoan nha, không được quậy nha. Không được cắn em nha chưa? Cắn thì không cắn rồi đấy, nhưng mà quậy quá coi chừng chị Vàng chị cắn á. Con cứ lăng nhắng quá là chị Vàng chị cắn á. Vàng cười hạnh phúc kìa. Về đây ăn Tết nha. Nó về đây ăn Tết vài ngày thôi chứ là mẹ đi làm nó lại chạy theo lên cơ quan ấy, chứ nó không có chịu ở đâu ạ. Xích thì nó cắn bằng xích, vài ngày nó cũng cắn được cái xích à. Xích sắt xích gì nó cũng cắn được, nhốt thì cũng phải có lúc đi vệ sinh chứ ạ. Đi vệ sinh là nó trốn. Nó giật xích là nó đi đòi về, còn nhốt thì đây này, cái cửa mấy mét này, cao 3-4 mét này này nó cũng leo được, nó đi về. Đây. Đây là những cái vết chân của nó này nè. Đấy, nó cào 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 nó leo lên nó về được đây nè. Không có cái gì mà không nhốt được nó hết ạ. Nó mà không muốn ở thì kiểu gì nó cũng về, trước sau nó cũng về. Tại hàng ngày mẹ Nho là dẫn Mực với Nho đi vệ sinh mà. Hàng ngày là mẹ Nho dẫn Mực với Nho đi vệ sinh cho nên là dẫn cho Vàng đi vệ sinh thì Vàng không chịu về. Vàng lại về cơ quan mất rồi. Nho ơi, em sợ. Rồi em trốn vào đấy rồi, thôi em chui vào đấy em trốn rồi. Thôi, thôi rồi em trốn vào đấy em chui rồi. Chui vào đấy trốn rồi con ơi. Vàng ơi, ra đây mẹ cho ăn. Vàng vào đây mẹ cho ăn. Đi. Vàng vào đây mẹ cho ăn nè. Nhanh lên. Vào đây mẹ cho ăn nè, nhanh lên. Rồi ăn đi con, ăn thịt cơm thịt gà này con, mấy cái cổ gà đấy. Phần cho con á, mấy ngày Tết á. Nhá. Hôm nay là mùng 2 Tết ạ. Đây đây, ăn cơm đi con. Đó, cổ gà đấy con, ăn đi. Thịt heo với cổ gà phần cho con á. Ủa sao lại không ăn? Sao vậy? Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi con, ăn đi. Nào, nào của con này. Đó, cổ gà đấy, ăn đi. Đấy. Hai ba cái cổ gà, không, nó không dám làm gì đâu, con ăn đi. Đói quá hả con? Đấy, cái cổ gà đấy. Ăn cơm với thịt gà nhá. Bà Nho và nhìn sững sờ kìa, nhìn cái kiểu mặt ngẩn tò te ra, ganh tị. Ngon nhá. Ăn cơm với thịt heo với thịt gà đấy. Ông Mực ông nhìn chăm chú kìa. Nuôi 10 đứa con cho nên là ngày cho ăn 3 bữa vẫn gầy nhom rồi nhóc. Để mẹ tầm bổ cho nhá. Để mai người ta bắt nốt con cún kia rồi mẹ tầm bổ cho con ăn cho nó mập nhá. Nghe không? Ăn đi con. Vàng, đi vào nhà. Tại sao cứ ngồi để canh me cái cổng để đòi đi? Là sao? Hả? Ở nhà mẹ lo không bị đói, sung sướng như thế mà không chịu, cứ ngồi ngoài cổng, mưa nắng gì cũng ngồi ngoài cổng để đợi canh cái cổng để đòi đi về kho bạc thôi, để về trụ sở thôi. Không chịu ở đây. Vàng, Vàng, đứng dậy, đi vào nhà. Đấy, cứ nằm ở cổng đây này cô chú ơi, khổ lắm cơ. Nhất định không vào nhà, nằm nắng mưa cũng ngoài cổng, xích cũng không được, nhốt cũng không xong. Cứ lăm le cái cổng để đòi đi về.